Shop Banac hoàn toàn tự động, coi ốc thứ97.com là shop Banac 8 server, giá rẻ từ thấp đến cao, có đầy đủ mặt hàng cho anh em lựa chọn. Vô ngay coi ốc thứ97.com để mua ạc 8 server, mua ạc sơ sinh, zin, win danh trại, tất cả dịch vụ có tại coi ốc thứ97.com. Thế phòng cả năm không thằng nào dọn hết. Tự nhiên hôm qua thằng Khanh nó có hứng dọn phòng anh em. Thì sau khi dọn phòng mình đã quyết định chụp một tấm hình, và đây là tấm hình mà mình chụp được. Biệt đội cảm tử, anh em nhà Weibo. Anh coi đang làm gì á? Ủa Khanh, tổng tài sản của mình còn nhiêu tiền á? Còn mấy trăm tỷ á. Mấy trăm tỷ hả? Ờ, chi á, anh làm gì? Anh tính mua cái căn nhà kia ở ngoài Hà Nội á. Cái căn mà anh đưa coi qua á? Ờ, cái căn anh đưa em coi đó. Sao sao, đẹp không, đẹp không, đẹp không? Được. Được không, duyệt chưa, duyệt chưa? Được. Duyệt chưa, để anh xem thông qua giám đốc rồi mua này. Được. Ờ, giám đốc coi ốc tiêu á. À, căn này là nó đang kiểu như là khách đây. Sạn 5 sao mà ảnh hưởng của dịch Covid nên là nó bán giá có 950 tỷ thôi. Không biết mình còn đủ vàng không ta? Mà nó có bán bằng vàng không nhỉ? Nè, liên hệ hỏi em. Ờ, để liên hệ hỏi coi nó bán bằng vàng không. Cái bọn nó đi danh tại nó thường nói á là từ cái khung giờ 9 giờ tối đến 10 giờ tối, nếu các bạn đi doanh trại mà lượm được một viên 7 sao và sau khi đi doanh trại xong các bạn lượm được thêm 6 viên 7 sao nữa thì các bạn đã được một viên 6 sao rồi đó. Từ nay trở đi hãy gọi tôi là Weibo chúa. Hello, xin chào mọi người nhá. Thì chào mọi người đến với clip ngày hôm nay. Một clip review về một con ạc của Shipper Kim Cương nữa. Đợt trước là mình đã review về con ạc Setsunoku là gọi là mát trái đất rồi, bá đạo 8 server, trùm 8 server. Hôm nay mình sẽ review một con ạc là trùm xây ra 8 server, cũng của Shipper Kim Cương luôn. Nhưng mà trước khi vào cái clip ngày hôm nay thì mình xin gọi là nói một chút. Đó là chắc là nhiều người mà kiểu như chơi game này á, chưa chắc họ đã xem bộ truyện tranh là 7 viên ngọc rồng. Và hai bộ truyện tranh là mọi người cũng có thể mà đọc truyện, cũng có thể để xem phim, nhưng mà xem phim nhớ nhanh gọn nhỉ. Thì mọi người phải xem hai cái bộ truyện tranh, đó là 7 viên ngọc rồng với lại Dragon Ball Super á. Phải xem hai bộ truyện tranh đó mẹ chơi game nó mới phấn khích được. Đó, mọi người mới hiểu được là mẹ nó Super Black Goku nó mạnh cỡ nào. Đó, xem phê lắm anh em à. Rồi, hôm nay mình sẽ review con ạc mà xây ra mát của game, xây ra mát của game, bá đạo nhất 8 server, trùm 8 server, chỉ có thể ngang chứ đéo thể nào hơn được. Vâng, xin giới thiệu, đó là QWDFG. Tên khó đọc vãi trưởng ra luôn. Thì cái ạc này là của Shipper Kim Cương, Trương Hoài Bảo Bình, một thanh niên có số có má, làm giang hồ quần 7, đến từ server 2, một shipper. Rồi, shipper thật nha, đùa đâu à. Rồi, chúng ta cùng nhau xem, đó là QWD có gì mà thằng coi nó bảo là trùm 8 server. Mày không xem thằng View à? Mày không xem thằng View có xem Napan à? Tuổi buổi. Nói thẳng ra thằng View nó không có tuổi với cái ạc này luôn. Cái ạc này là ạc QWD cũng có tuổi, nhưng mà tuổi gì thì không biết. Nhưng mà ạc này là bá đạo cực kỳ, ạc này 8 server luôn. Là bá đạo 8 server, VIP nhất 8 server luôn. Đó, thì cái ạc này là 2 set Napan 35%. Thì nói chung là tại vì mình chưa đi map 110 ấy, chưa đi cái map khí ga 110 nên là mang tạm hai cái trang cùi nữa nhá mọi người. Đi khí ga thì có cái trang cái gì mà 36 100 HP ấy, mới ngon được. Cái cải trang này thì hai cải trang này là chỉ có 33 100 HP với 32 100 HP thôi. Hai set Napan 7 sao. Đó, hai set Napan 7 sao. Hồi xưa nó có cái vụ là khi mà các bạn mang quần hủy diệt vào cho đệ tử là các bạn sẽ bung được HP cho đệ tử. Nhưng mà bây giờ nó hết rồi. Nó hết rồi. Nên là bây giờ chỉ có 2 set Napan 7 sao là bá nhất của xây ra rồi. Thì cái ạc này nó như vậy, 2 set Napan và 7 sao luôn. Rất chi là kinh khủng. Nội tại là bá đạo 54% tốc độ hồi phục của khiên, 54% nhé mọi người. Dạ vâng, là 54% ạ. Gần mát luôn ạ. Bật khiên nó hồi hoài luôn ạ. Giáp gốc 1k2, chỉ số thì nói chung là full. Ngoài ra ngoài, từ từ cho mọi người ngắm lại hai set Napan 7 sao, áo, quần, găng, giày, radar. Nói chung ạc này là cũng có, sẽ có những người mà nó mát hai set 7 sao như thế này tại server 4 hay là mấy server khác. Nhưng mà như thế này là cũng đã là mát VIP của game rồi. Gọi là cái xây ra này là xây ra VIP nhất 8 server rồi. Thực sự là như vậy. Đó, hai set Napan 7 sao luôn, hết toàn bộ luôn 7 sao.
Quá ghê. Và ngoài ra thì ạc này còn xét Kakarot nữa, nhưng mà cái ạc này không sử dụng tới xét Kakarot nên là chủ ạc cũng không đầu tư quá nhiều. Nhưng mà cũng có rất nhiều đồ, kiểu như là mấy cái đồ này thằng shipper nó bảo là đồ rác mọi người ạ. Mấy cái đồ 6 sao rồi, mấy cái đồ 6 sao nó đập chơi chơi, đập giải trí đó thôi. Những lúc mà nó buồn buồn nó vào game nó đập 10 tỷ 15 tỷ vàng giải trí, ai ngờ nó lên thôi mọi người ạ. Rất là ngầu luôn. Đó. Nói chung là ngoài ra cũng có set Kakarot 18%, nhưng mà set Kakarot không có chơi mọi người. Không có chơi set Kakarot. Nói chung là vẫn có hai set nữa, vẫn có một set hủy diệt cho đệ 18% sức đánh và set Kakarot cho sư phụ cũng 18%, nhưng mà ạc này chơi hai set HP 7 sao và HP của cái ạc này khi mà đầy đủ cải trang VIP thì sẽ là HP sẽ là 30 triệu mọi người. 30 triệu. Nếu như HP đầy đủ nhá là 30 triệu. HP hiện tại thì bây giờ đang là 27,8 triệu. Nhưng mà HP khi mà có cải trang này nọ, đi ngọc rồng sao đen nhá, đi ngọc rồng sao đen, nó bảo là nó phù x7 lên, nó biến khủy, nó huyết sáo lên, HP sẽ là 530 triệu. 530 triệu khi đi ngọc rồng sao đen thì bố thằng nào tự sát lại, bố thằng nào chơi lại. Vậy thôi, nói vậy cho dễ hiểu được chưa? Đéo có gì để nói về ạc này nữa. Ạc trái đất mà xét Sonoku như vậy là nó đã ghê lắm rồi. Mà ạc này nó còn ghê gớm hơn mọi người à. Mẹ nó cộng hết toàn bộ tiềm năng luôn. Tiềm năng không luôn mọi người. Thì cái ạc này là 27,8 triệu HP. Nếu như mà HP bình thường mà nó hay chơi là 28,2 triệu. Nhưng mà hôm nay mình mang hai cái trang này, tại cái trang kia vừa hết hạn sử dụng xong, nên là mình mang cái trang này là nó được 27,8 triệu HP. Cảnh sát coi nhá, một set 7 sao, một set 6 sao mà không có set Napan á, là HP của cảnh sát coi chỉ có tầm 14 triệu hơn. Mẹ nó, mà cái ạc này tới 27,8 triệu. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem này. Mình sẽ biến khỉ lên nha mọi người. Biến khỉ lên HP sẽ là 45 triệu. Thì sáo lên cái là 90 triệu liền. Đó, 90 triệu tư. Quẹ, quẹ, quẹ. 90 triệu 4. Vâng, như vậy là 90 triệu này mọi người cứ nghĩ đi. 90 triệu này mà nó đi cho ngọc rồng sao đen, nó x7 lên nữa, tầm khoảng trên 500 triệu là cái chắc luôn á. Đi ngọc rồng sao đen trên 500 triệu. Cái ạc này mà ôm ngọc rồng sao đen thì thằng bố con thằng nào chạy chạy gấp, chạy gấp mọi người ạ. Cái ạc này nó bá đạo nhất server 2 rồi. Server 2 thằng nào mà thấy cái ạc này là uầy rồi ơi, né cho xa ra. Thấy cái ạc này đi săn boss nhá. Thằng Bình mà nó cầm cái ạc này đi săn boss, nó cầm thêm cái ạc trái đất nữa, thôi bá đạo Sài Gòn con mẹ nó luôn mọi người ạ. Nhìn bá đạo cực kỳ luôn. 2 trên 5 pan 7 sao mà dã man con ngàn thật chứ. Xây ra mà chơi đồ sức đánh thì có khác gì hổ mọc thêm cánh không anh? Cái đây là gà, cái đây là hổ mà đi kèm với phượng hoàng mọi người. 27 HP trước mắt chúng ta đã cảnh sát coi này mọi người. Cảnh sát coi thì nói chung là nó cũng gọi là tầm sư học đạo thôi mọi người ạ. Nhưng mà cũng 7 sao 6 sao đều đều đó, còn mà có 14,8 triệu thôi. Cái hạng này tới 27 triệu ghê quá. Nói chung là đem cái việc mà đem set Napan đi so sánh với cái set xây ra set bình thường, set đồ bình thường thì nó không thể nào được. Nhưng mà so sánh cho mọi người thấy cái sự khác biệt nó rõ ràng, nó rất là to lớn. Hai ạc của cảnh sát còi mới bằng được cái ạc này. Vâng, cảnh sát còi thì nói chung là nó tầm khoảng 15 triệu HP. Nếu như mà có hai cái trang như này tầm 15, hơn 15 triệu. Cái ạc này nó rớt vào tầm 27 triệu, như vậy là 28 triệu, 28 trừ 15. Mới thi tốt nghiệp xong, rớt hết kiến thức rồi. Hơn 13 triệu, gần gấp đôi mọi người ạ. Má thách đấu với cảnh sát còi cái coi. Tự sát phát là lăng lộn mù lơi luôn. Đây này nha mọi người, tự sát phát cho mọi người biết. 27 HP tự sát phát cảnh sát coi này, kiểu như tử vong luôn. Má nè. Thì cái ạc này nó nổ boss là nó nổ cũng 27 triệu, huyết sáo lên 27 triệu, nổ 27 triệu luôn. Nổ trực diện á. Ghê lắm mọi người. Nói chung là ạc này là bá đạo và đậu cấp 10 luôn. Tuyệt vời. Nay là mình review cho mọi người xem một con ạc mà kiểu như mát của game con mẹ nó luôn. Tại vì là cái ạc này chưa thằng nào review cả. Mình quen thằng này, mình quen shipper này. Nói chung là cái ạc này từng có youtuber đập đồ rồi, nhưng mà lâu lắm rồi cái ạc này chưa ai review. Kiểu như là nó mát của game mẹ rồi, giờ chỉ đi săn boss ngọc sao đen các thứ thôi. Đấy, đảm bảo có mấy thằng bảo là anh đập quần vải thô lên cấp 7 đi mới là mát của game. Còn mẹ nó. Còn mẹ nó luôn á. Ơ, có thằng để đây ốc tiêu 957 nữa. Ơ, cái thằng này. Cái thằng kia. Con mẹ mày. Ặc tao mà là đệ mày à? Ặc tao mà đệ mày à? Má nè, nó để tên đệ là ốc tiêu 957. Thực biết thằng nào. Nó săn ngọc trồng sao đen. Cái ạc này đi ngọc sao đen nó kiểu quỷ dữ mọc thêm cánh nhá. Mẹ nè. Đi chung với cảnh sát coi là bá đạo. Thì hai ạc cảnh sát,
ạc cảnh sát còi nhá, với ạc QWNR này mà phối hợp săn bót nhá mọi người. Thì một con bót tầm 28 triệu cộng với lại 15 triệu. Con bót là 43 triệu chết ngay lập tức luôn. Con bót nào mà 43 triệu chết ngay lập tức luôn. Đó, chỉ nói vậy thôi. Thêm cái ạc Setsunoku hồi bữa, chưa tính ạc mình, Setsunoku hồi bữa trưởng tầm 27, 28 triệu. Đó là chưa mang cải trang X4 nhá. Ạc bữa chưa mang cải trang X4 là 71 triệu. Dã man rớt luôn. Nói nghe nghe điện thoại mà nghe ngợp nó rớt luôn đó mọi người. Đó, nó. Cam nghe ngợp nó rớt luôn đó. Nói chung là hai ạc xây ra này, phối hợp với ạc trái đất Setsunoku hồi bữa thì một phát bót tan tành mây khói. Ừ, nó vậy đó. Ừ. Nay review sơ sơ cho anh em xem con ạc mà kiểu như là nhiều người hỏi là ở trái đất mát của game thì có rồi đấy, anh còi làm rồi đấy. Hai ạc luôn, Setsunoku với lại ạc Polykit. Ừ thì có người làm rồi đấy, anh coi làm rồi đấy. Bây giờ xây ra mát của game nó như thế nào? Dạ vâng đây. Đúng rồi đó. Hai set Napalm 7 sao. Ừ, đó, đây, giáp 7 sao. Ừ, đó, nó là đây ha. Làm một cái clip về cái ạc này thôi nhá. Không có làm nhiều nữa. Đúng một clip về ạc này thôi. Không có làm lề bề kiểu nhiều clip nữa. Nên là mọi người ngắm cho thoải mái, cho mọi người ngắm. Tại vì xây ra nó có đi săn bot thì đăng clip lên đi săn bot cho anh em xem. Còn mà suốt ngày đi review lại cái setup pan thì nó chán vãi lồng ra. PK thì đéo PK lại à, chỉ được cái săn bọt. PK đi bắt nạt với thằng con nít chứ gặp mấy ác như trái đất hay là gặp mấy ác như Namek có sẽ hút thì làm sao mà đánh lại được. Chỉ có xây ra sức đánh mới trụ được thôi. Đó, cái ác này là chỉ review một lần một cho ngắm lại. Hai ra Napalm, hai giày Napalm, hai găng, hai quần, hai áo Napalm. Tất cả đều 7 sao, tổng cộng 10 món Napalm, được chưa? Mãn nhãn chưa? Nhá. Một lần một thôi. Napalm mà nó review hoài nó chán lắm nhá. Đây là xây ra mát của game nên đừng có hỏi mà hỏi tôi này. Giờ Namek mát của game không? Namek mát của game à? Namek mát của game thì hai găng hủy diệt 15%, hai set 7 sao thôi. Như ốc tiêu là cũng như bẩn bữa thôi. Mật mã ôn 19958. Mất mẹ nó set đồ luôn. Nói chung là như ốc tiêu là cũng gần Namek là cũng gần mát rồi đây, nhưng mà cũng chưa mát hẳn. Khi nào mát mình mới nói. Ốc tiêu là 2 găng 13% hay sao, 2 set 7 sao. Thôi, clip này mình review xây ra mát của game nhá. Còn Namek thì từ trước giờ mình làm nhiều quá rồi. Xây ra mình cũng ít làm lắm, chán xây ra lắm mọi người. Trái đất thì cũng có thú vui đấy. Nhưng mà xây ra thì mấy cái thằng hay săn bót ra nó chơi. Mình thì hay kiểu thích trái đất với là Namek tại mình thích BK, thích đi đánh nhau đồ chứ đánh lộn đồ. Ép set hút, ép đồ 77. Xây ra mà ép đồ 77 thì hổ không phải hổ mọc thêm cánh nữa mà hổ quẹo chân. Thôi cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và anh em đừng quên rằng mua ạc giá rẻ tại coiocthi97.com, link bên dưới phần mô tả nhé mọi người. Bán ạc 8 server rẻ an toàn uy tín chất lượng luôn, hỗ trợ cực nhanh luôn đấy.